Ở tuổi 96, cụ Ran Uli đã lặn trong suốt 48 phút ở độ sâu 42,4 mét ở ngoài đảo Sip nơi cụ đang sinh sống. Trong 3 năm liên tiếp, cụ đã lập kỷ lục người thợ lặn cao tuổi nhất thế giới và phá vỡ kỷ lục của chính mình vào năm sau đó. Thật không thể tin được là tôi vẫn làm được điều này. Tôi đã lặn trong suốt 59 năm nay rồi và đây là lần lặn đáng nhớ nhất bởi có rất nhiều người lặn cùng với tôi. Sau khi phá vỡ kỷ lục năm nay, cụ cho biết sẽ giữ gìn sức khỏe và sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục vào năm sau. Tôi hy vọng mình tiếp tục thực hiện được việc này nếu cơ thể tôi đủ sức khỏe để lặn và nhiều người bạn vẫn đang chờ lặn cùng với tôi nữa. Cụ Ran Uli là cựu phát hành viên và cựu binh Hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ hai. Cụ còn là thợ lặn đầy đam mê trong suốt gần 60 năm qua. Bộ phim tài liệu về cụ có tên Life Begins at 19, tạm dịch là Cuộc sống bắt đầu từ năm 90 tuổi, sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Bosnia-Herzegovina vào tháng 9 này.